trước, mình đã đập hộp cho các bạn xem về cái máy ZT230. Thì video tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp dây mực, cái thao tác lắp dây mực để sử dụng cái máy ZT230 này. Thì đây là mình đang chuẩn bị sẵn một cuộn mực, một cuộn thun và đi kèm đó là dây in. Để lắp dây mực thì đầu tiên mình phải mở nắp máy lên. Mở nắp máy thì các bạn xem đây, mình có thể dỡ lên. Rồi. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn lắp dây trước. Đây là cuộn giấy, đây là mặt giấy, còn mặt sau này là mặt đề can. Đây, thì để lắp giấy thì các bạn đây có thêm một lần này, các bạn có thể ngã ra để sát vào trong. Tiếp theo là đẩy cái sơn màu vàng này vào trong, gạt lên để giữ cái cuộn giấy này lại. Rồi tiếp theo các bạn luồn theo mình nhé. Đây luồn qua thì các bạn có thể thấy là mũi tên hướng dẫn này, mình có thể là luồn qua vùng đầu pin. Đây luồn qua. Tiếp theo đây có cái cần gạt màu vàng, các bạn để sát vào trong, vừa sát vào khổ giấy để giữ lúc in giấy nó không bị chảy ra chảy vào, để bản in nó không bị lật. Các bạn lưu ý một cái nữa, đó là lúc lắp giấy các bạn phải kéo giấy ra khỏi cái trục ruler này, đừng có để thụt giấy vào trong hay là gì đó, lúc mà quay giấy không quay ra được. Rồi tiếp theo là lắp mực. Để lắp mực thì các bạn chuẩn bị hai trục, một đó là cuộn mực, hai là cái trục thu. Mục đích của nó là chức năng của nó là gồm để dùng để cuốn lại cái mực đã in rồi, để sau này mình chỉ cần rút ra vắt nguyên cụm. Thì đây có hai cái trục giống nhau, thì các bạn lưu ý trục ở phía trước này để mình gắn là trục thu vực, thì để gắn trục thu vực các bạn để sát vào đó nhờ nhà. Còn đây là cuộn mực để phân biệt được, để trước khi lắp mực các bạn là phải phân biệt được là mực inside hay là mực outside. Mực outside nghĩa là mặt mực bên ngoài, mực inside là mặt mực bên trong. Thì để mình biết được, nhiều khi các bạn lắp để đúng giấy mực mà nhưng in nó không ra chữ, thì đó là cái lỗi mà mình lắp mực sai. Để phân biệt là các bạn có thể một cách đơn giản, các bạn xé một cái ít đề can dán lên mặt mực. Nếu mà dán vào bên trong này không có mực, dán vào bên ngoài có mực thì nghĩa là mặt mực là mặt ngoài. Còn mình đang xài mực outside thì mình sẽ để cái mặt mực là phía dưới, mặt nào có mực mình để bên dưới. Đây tiếp theo các bạn đẩy vào cái trục mực để sát vào, nhớ để sát vào nhé các bạn. Sau đó luồn qua đầu in. Đây cũng có cái hướng dẫn, mũi tên hướng dẫn lắp mực luôn. Các bạn luồn qua, đây, theo dõi tay mình nhé. Luồn qua ở vị trí vùng đầu in. Rồi cuốn lên một tí. Ở đây, cột vào này các bạn có thể cuốn cái mực vào cái lõi thu. Đây, cuốn mực vào lõi thu. Rồi tiếp theo các bạn, vậy là lắp giấy mực đã xong, thì các bạn đóng in xuống. Đây, lưu ý các bạn đóng chặt đầu in xuống như vậy thì lúc đó đèn nó sẽ báo power hoặc ready chứ nó không báo đỏ nữa. Nếu mà báo đỏ thì ở đây có cái những cái đèn báo là lắp giấy mực sai hoặc là đang mở đầu in, các bạn lưu ý đúng như vậy. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn lắp giấy mực xong, các bạn chỉ cần nhớ lưu ý là luồn theo mũi tên hướng dẫn. Đây thì giấy ra luồn qua, mực luồn qua nguyên cùng đội. Vừa rồi mình thực hiện thao tác đó là lắp hướng dẫn lắp giấy mực cho máy ZT230 cho các bạn xem. Nếu trong quá trình sử dụng hoặc là trong quá trình các bạn lắp giấy mực mà vẫn còn thắc mắc, chưa sử dụng được, chưa có thể lắp được, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Vật để được hỗ trợ thêm. Mọi thông tin chi tiết để liên hệ các bạn có thể nhìn ở dưới đường link của video này. Xin cảm ơn.